Liên quan đến vaccine phòng COVID-19 phục vụ tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, dự kiến ngày hôm nay mùng 9 tháng 4, lô vaccine phòng COVID-19 đầu tiên tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sẽ về đến Việt Nam. Công tác tiêm chủng cho trẻ sẽ được triển khai ngay sau đó khi việc kiểm định vaccine hoàn thành. Dự kiến khoảng giữa tháng 4 sẽ tiến hành tiêm. Sau đó vài ngày, công tác tiêm chủng sẽ được triển khai trước tiên cho trẻ khối tuổi lớp 6. Dự kiến lô vaccine thứ 2 sẽ về vào ngày 13 tháng 4 và lô thứ 3 sẽ về trước ngày 18 tháng 4. Từ ngày 8 tháng 4, các cơ sở tiêm chủng trên cả nước đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết, triển khai chữ ký số, phục vụ việc cấp hộ chiếu vaccine cho người dân. Dự kiến bắt đầu từ ngày 15 tháng 4, việc cấp hộ chiếu sẽ được triển khai trên cả nước. Người dân đã tiêm chủng chỉ cần khai báo chính xác thông tin và đã được các cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng, xác thực thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp hộ chiếu vaccine mà không phải thực hiện thủ tục gì thêm. Hộ chiếu vaccine sẽ được hiển thị trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử PC COVID hoặc tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Nhờ triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, đặc biệt là chiến dịch tiêm chủng và tiêm đủ 3 liều vaccine phòng COVID-19, đến nay thì trung bình mỗi ngày Phú Yên chỉ có khoảng 200 đến hơn 300 ca mắc COVID-19 mới, giảm từ 400 đến 500 ca so với đầu tháng 3. Số ca mắc COVID-19 giảm mạnh, người dân có thể yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống bình thường mới. Khi phát hiện mình dương tính với COVID-19, bà Trần Thị Long chỉ thấy hơi mệt. Sau 4 ngày điều trị tại nhà có sự hướng dẫn của trạm y tế phường 7, sức khỏe của bà đã trở lại bình thường. 3 buổi thì mắc COVID thì 3 bữa vậy cái nó hết à, nó cũng đỡ, nó nhị do mình chích thuốc hay cô ạ. Chứ còn không chích thuốc thì chắc cũng sợ mà đi có thuốc thì không có nguy cơ cao. Nhà nước cho mà đeo tống tiền gì giờ cũng như cái buổi 3 lần nó có quan trọng lắm chứ, mình phải tiêm cho, nhà nước cho mình tiêm hết á. Có một số người dân họ có suy nghĩ là không cần tiêm thêm 13, mình cũng biết được, mình cũng tăng cường tuyên truyền hoạt động bà con nhân dân trên cái loa đài truyền thanh phường, khu phố, tổ tự quản để họ tuyên truyền đến từng nhà những người mà họ chưa tiêm 13 đấy. Cái lợi của cái tiêm vaccine 13 tăng cái kháng thể của mình lên, giảm cái nguy cơ gây cái bệnh nặng đi. Thực tế cho thấy chỉ dưới 1% tỷ lệ người đã tiêm mũi 3 bị nhiễm COVID-19 nặng, chủ yếu rơi vào những người lớn tuổi, người có bệnh lý nền. Còn lại đa số những người đã tiêm mũi 3 khi mắc COVID-19 thường có những triệu chứng nhẹ, không kéo dài và rất nhanh khỏi. Phải thực hiện nghiêm những vấn đề quy định của Bộ Y tế, tăng cường dinh dưỡng, uống nhiều nước, tập vận động, thể dục thể thao ở nơi mà trống thoáng và luôn luôn theo dõi sức khỏe của mình và báo kịp thời với lại cán bộ y tế địa phương. Việc tăng cường kháng thể từ tiêm phòng vaccine COVID-19 là rất quan trọng khi đối mặt với biến thể mới, giảm nguy cơ biến chứng, tử vong khi không may mắc bệnh.